À, xin chào quý độc giả của Sài Gòn Tiếp Thị Online. Ngày hôm nay thì tôi đang đứng ở con đường Hà Tôn Quyền, nơi mà quý vị có thể tìm thấy những món sủi cảo ngon nhất thành phố. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ dẫn quý vị đến ghé qua một tiệm mì tươi. Và điểm đặc biệt ở tiệm mì này là quý vị có thể chứng kiến màn kéo sợi mì vô cùng công phu. Nào, cùng theo chân tôi nha. Anh Thắng ơi, mình đã làm cái nghề kéo mì này bao nhiêu lâu rồi anh? Làm này hơn 10 năm em. Hơn 10 năm mà. Vậy thì không biết là cái thành phần mà tạo nên cái bột mì của quán mình đó thì có cái điểm gì đặc biệt mà để tả nét riêng không? Mì này chủ yếu là trứng nhồi bằng tay, đủ cái độ dẻo của nó ra sợi mì nó sẽ giòn, ngon hơn các loại mì. Vậy trước khi mà lên cái bàn nhào này á thì mình phải chuẩn bị bột trước bao nhiêu lâu và gồm những cái công đoạn nào? Khoảng 15 phút em pha bột với trứng gà xong rồi ủ tủ khoảng 15 phút là kéo được. Hiện nay thì ý Nhi đang thấy trên bàn là gồm có bột mì phải không ạ? Dạ, dầu ăn với nước. Dầu ăn và nước để cho mình thêm vào trong cái quá trình nhào phải không? Đúng rồi, để dính tay. Vậy thì để mà có những cái sợi mì rất là dai và mỏng như vậy thì cái người đầu bếp kéo mì thì cần phải lưu ý những cái thao tác nào ha? Phải nhồi đúng đủ bột cái độ dẻo của nó mình mới kéo ra những sợi mì dai như vậy được, chứ chưa tới mình kéo cũng được. Dạ. Mà tới quá mình kéo cũng được. Quý vị ơi, sau khi mà mình được xem một cái màn trình diễn kéo mì sợi rất là công phu thì bây giờ thì đang được thưởng thức một cái tô mì sủi cảo rất hấp dẫn. Nghe mùi thì rất là thanh tao. Vì như vậy sẽ đến thử một cái ít nước súp xem là hương vị như thế nào nhé. Nước dùng thì rất là thanh và không có bị quá là béo hoặc là ngậy quá đâu. Trong cái tô mì sủi cảo này thì tất nhiên là mình sẽ có sủi cảo và mì tươi vừa được làm ngay tức thì đây. Thì mình sẽ ăn thử một miếng sủi cảo nhé. Trong sủi cảo thì có một con tôm đất quý vị ạ. Và thịt xá xíu thì quán tự làm. Bây giờ mình sẽ ăn thử đến sợi mì xem là tay nghề của đầu bếp như thế nào nhé. Vâng, sợi mì thì sẽ không có được đều như là những cái loại mì công nghiệp mà chúng ta thường thấy đâu quý vị. Nó sẽ có rất là nhiều kích cỡ mỏng dày khác nhau tại vì được kéo thủ công. Bây giờ Nhi sẽ ăn thử nhé. Sợi mì thì bột rất là mềm, tuy nhiên vẫn có một cái độ dai và giòn nhất định chứ không là không có bị bở đâu quý vị ạ. Và trong cái bột thì Yến Nhi cảm thấy hình như là có được nêm nếm rồi, cho nên là sợi mì rất là đậm đà và khi mà ăn vào nước súp này thì rất là tuyệt vời quý vị ạ. Mì sủi cảo cũng chính là cái món mà được order nhiều nhất ở trong quán vì ạ. Và ngoài những cái món mì sủi cảo đặc biệt như thế này thì quán còn có những dim sum Hồng Kông rất là thơm và nóng hổi và chỉ được hấp ngay khi mà quý khách gọi món thôi. Và bây giờ Nhi sẽ ăn thử đây là được gọi là món bánh bao kim sa. Và nhân chiến muối. Rồi bây giờ Nhi sẽ ăn thử một miếng. Sốt chiên muối thì rất là béo ngậy và có một cái độ ngọt vừa phải. Bên cạnh đó thì rất là nóng hổi nha quý vị. Những cái món dim sum này thì chúng ta phải ăn nóng thì mới ngon. Rất là ngon, cái sốt chiên muối này rất là đặc biệt nha quý vị.
vị mặn mặn, hơi ngọt ngọt, mặn mặn, rất là tuyệt vời quý vị ơi. Nếu quý vị muốn thưởng thức hương vị đặc biệt của mì tươi thì hãy đến quán mì kéo sợi Cung Phu, số 118 Hà Tôn Quyền, quận 11 quý vị nhé. Còn bây giờ Yến Nhi sẽ tiếp tục thưởng thức tô mì của mình thôi. Xin mời quý vị.